Chào tất cả các em, chào mừng các em đến với buổi học tiếp theo cùng với cô. Các em thân mến, để có được độc lập của dân tộc ngày hôm nay, những người lính đã phải hy sinh đi rất nhiều thứ. Có người đã phải ngã xuống vì hai chữ tự do. Có người không còn lành lặn để trở về. Có người phải quên đi hạnh phúc cá nhân. Cảm kích trước sự hy sinh này, đã có không ít nhà văn, nhà thơ đưa vào tác phẩm của mình những hình ảnh thật ý nghĩa. Và một trong những tác phẩm đó là truyện ngắn Chiếc Lược Ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Tác phẩm là một câu chuyện cảm động viết về tình cha con trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngày hôm nay thì cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu những cái đặc sắc của tác phẩm này nhé. Buổi 22, Chiếc Lược Ngà của Nguyễn Quang Sáng. Trước hết chúng ta sẽ đi vào phần một La Mã tìm hiểu kiến thức chung. Một nhỏ về tác giả. Về tác giả Nguyễn Quang Sáng thì các bạn lưu ý cho cô, đó là tác giả Nguyễn Quang Sáng thì sinh năm 1932, mất năm 2014, quê ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Đấy, Nguyễn Quang Sáng. Thứ hai, lưu ý cho cô, đó chính là Nguyễn Quang Sáng là một nhà văn trưởng thành trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc. Nguyễn Quang Sáng thì đã tham gia kháng chiến chống Pháp năm 1954, tập kết ra Bắc viết văn. Đến khi kháng chiến chống Mỹ thì ông về miền Nam tiếp tục kháng chiến và viết văn. Đấy. Ông là nhà văn trưởng thành trong hai cuộc kháng chiến. Chống Pháp và chống Mỹ được chưa nào? Thứ hai đó chính là chúng ta lưu ý cho cô về đề tài trong sáng tác của Nguyễn Quang Sáng. Nguyễn Quang Sáng rất am hiểu và gắn bó với mảnh đất Nam Bộ. Chính vì vậy mà hầu như những sáng tác của ông chỉ viết về cuộc sống và con người Nam Bộ trong hai cuộc kháng chiến cũng như là khi hòa bình được chưa nào? Đề tài. Cuộc sống và con người Nam Bộ. Đấy, về cuộc sống. Và con người Nam Bộ. Trong hai cuộc kháng chiến. Và khi hòa bình. Đấy. Một cái điểm nữa chúng ta lưu ý cho cô về cái phong cách sáng tác của Nguyễn Quang Sáng, đó là truyện của ông ấy thì thường có một cái cốt truyện khá là hấp dẫn, xoay quanh những tình huống khá bất ngờ, thế nhưng mà lại tự nhiên và hợp lý. Ngôn ngữ truyện của ông thì gần với ngôn ngữ lời ăn tiếng nói hàng ngày và mang đậm sắc thái Nam Bộ.
Ông cũng đã là người có những cái tiểu thuyết chuyển thể thành phim rất là nổi tiếng như là Cánh đồng hoang hay là Mùa gió chướng, được chưa nào? Như vậy phong cách sáng tác này. Phong cách sáng tác. Lối viết chân thực, chân chất mộc mạc này, với một cái lối viết chân chất mộc mạc, cùng với đó là giọng văn, giọng giọng văn và ngôn ngữ mang đậm cái màu sắc Nam Bộ. Đó, đó là một vài thông tin về tác giả Nguyễn Quang Sáng mà các em cần lưu ý cho cô. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 nhỏ, tìm hiểu về tác phẩm, được chưa nào? Hai nhỏ, tác phẩm. Hai chấm một, lưu ý cho cô về hoàn cảnh sáng tác. Về hoàn cảnh sáng tác thì truyện ngắn Chiếc lược ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng được sáng tác vào năm 1966. Đây là cái giai đoạn mà cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra ác liệt và tác giả thì đang hoạt động ở chiến trường Nam Bộ, và truyện được in trong tập truyện ngắn cùng tên. Đấy. Truyện ngắn. Được sáng tác năm 1966. Đấy. Giai đoạn mà cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra rất là ác liệt và tác giả thì đang hoạt động ở chiến trường Nam Bộ. Và được in trong truyện ngắn cùng tên. In trong tập truyện ngắn cùng tên. Được chưa? Có một cái điều ở đây các bạn lưu ý cho cô, đó là sáng tác vào cái thời điểm mà khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra ác liệt. Thế nhưng đáng chú ý là chuyện viết trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, nhưng lại tập trung nói về tình người, tình cha con trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh và tình đồng chí của những người cán bộ cách mạng thật cảm động. Qua đây có thể thấy truyện ngắn Chiếc lược ngà là tiêu biểu cho những đặc điểm trong nghệ thuật viết truyện ngắn của Nguyễn Quang Sáng. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang phần 2.2 để tìm hiểu về ngôi kể. 2.2. Để tìm hiểu về ngôi kể và người kể chuyện. Trong truyện ngắn này thì các em thấy người kể chuyện ở đây đó chính là bác Ba và được sử dụng theo ngôi thứ nhất, xưng tôi. Đấy. Vậy thì việc lựa chọn ngôi kể là bác Ba có tác dụng gì? Và bác Ba là ai? À, bác Ba
là bạn thân của ông Sáu, là đồng đội của ông Sáu, cùng về thăm nhà, chứng kiến và tham dự vào câu chuyện. Chính vì vậy, nó sẽ khiến cho câu chuyện được kể lại có tính khách quan và chân thực hơn, đồng thời cũng tạo điều kiện để cho người kể chuyện có thể linh hoạt đan xen vào những lời bình luận, những ý kiến khiến cho câu chuyện khiến người đọc, người nghe có thể dễ nắm bắt câu chuyện hơn. Đấy, ngôi kể, đó là ngôi thứ nhất. Còn người kể chuyện chính là bác Ba. Đấy, bác Ba là người kể chuyện, là bạn của ông Sáu, là người chứng kiến toàn bộ câu chuyện, thấu hiểu cảnh ngộ và tâm trạng của nhân vật, từ đó tăng độ tin cậy, tạo cái độ khách quan cho câu chuyện. Đấy, được chưa? Tiếp theo, chúng ta chuyển sang phần 2.3. 2.3 để tìm hiểu về ý nghĩa nhan đề. Ý nghĩa nhan đề trước lược ngà. Ở đây trong tác phẩm này em thấy chiếc lược ngà là một cái hình ảnh, là chi tiết trung tâm của tác phẩm, gắn kết cuộc đời, tính cách của các nhân vật và góp phần bộc lộ chủ đề của truyện. Với bé Thu thì chiếc lược ngà là ước mơ, là món quà đầu tiên và cũng là kỷ vật cuối cùng của người cha. À, bởi vậy chiếc lược ngà chính là kỷ vật, là hình ảnh của người cha. Đấy. Với bé Thu. Chiếc lược ngà là kỷ vật. Là hình ảnh của người cha. Để lại cho bé Thu, để có thể tạo nguồn động lực cho bé Thu trong cái chặng đường tương lai của mình sau này khi hoạt động cách mạng. Vậy thì còn với ông Sáu, với ông Sáu thì chiếc lược ngà không chỉ là món quà mà ông tặng cho con, mà còn là hình ảnh của cô gái bé bỏng. Bởi vậy, chiếc lược ngà là tất cả tình yêu thương, là nỗi nhớ ông gửi gắm cho con gái. Như vậy là với truyện ngắn, chiếc lược ngà nói về tình cảm cha con trong hoàn cảnh chiến tranh, thì chiếc lược ngà chính là biểu tượng thiêng liêng bất diệt, là cầu nối tình cảm sâu nặng của hai cha con. Còn với bác Ba thì chiếc lược ngà là một cái sự trao gửi thiêng liêng giữa người cán bộ cách mạng với đứa con gái của người đồng đội đã nằm lại nơi chiến trường, được thế nào? Với bác Ba. Chiếc lược ngà lại là chữ sự trao gửi thiêng liêng. Ừ. Sự trao gửi thiêng liêng giữa người cán bộ cách mạng với đứa con gái của người đồng đội, được chưa nào? Như vậy
Tóm lại, ở đây thì với hình ảnh chiếc lược ngà, đó chính là biểu tượng thiêng liêng bất diệt và là cầu nối tình cảm sâu nặng của hai cha con, của tình phụ tử đấy. Đấy, là biểu tượng bất diệt của tình phụ tử và là cầu nối tình cảm sâu nặng của hai cha con, được chưa nào? Vậy thì trước khi chúng ta đi tìm hiểu kiến thức của bài này thì cô và các bạn sẽ phải tóm tắt để chúng ta nắm được những cái sự việc và những cái chi tiết tiêu biểu của văn bản, được chưa nào? Ở đây thì trong truyện ngắn này, các em thấy là truyện đã kể về tình cảm cha con của hai cha con ông Sáu. Ông Sáu đã xa nhà đi kháng chiến, mãi mới có dịp về thăm nhà với hy vọng là gặp lại đứa con gái sau 8 năm xa cách. Mấy ngày đầu gặp, mấy ngày đầu thì bé Thu lại không nhận ra ba do vết thẹo trên má làm ông không giống với người cha trong bức hình chụp chung với má mà em biết. Người cha càng vỗ về, càng chiều chuộng thì bé Thu lại càng tỏ ra cứng đầu và càng phản ứng quyết liệt. Kịch tính được đẩy lên cao khi bé Thu hờn dỗi và bỏ sang nhà ngoại. Thế nhưng trong cái đêm trở về ngoại, nghe ngoại kể thì bé Thu đã nhận ra cha và tình cha con đã thức dậy một cách mãnh liệt. Xong cũng là lúc mà ông Sáu phải trở lại chiến khu. Ở khu căn cứ thì ông Sáu đã dồn hết tất cả tình yêu thương nỗi nhớ vào việc làm chiếc lược ngà để tặng con. Thế nhưng đã có một chuyện đau buồn xảy ra khi ông chưa kịp trao chiếc lược đến tận tay con gái thì ông đã hy sinh trong một trận càn. Thế nhưng trước lúc nhắm mắt thì ông đã kịp nhờ đồng đội chuyển chiếc lược ngà cho con gái, được chưa nào? Đó. Đó là chúng ta tóm lược lại những cái sự kiện cơ bản của truyện. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang cho cô phần hai la mã kiến thức trọng tâm. Một nhờ, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về tình huống truyện. Về tình huống chuyện thì trong truyện ngắn chiếc lược ngà, tác giả đã xây dựng được hai tình huống chuyện rất đặc sắc. Tình huống chuyện thứ nhất đó chính là ông Sáu trở về sau 8 năm xa cách mang theo vết thẹo trên má khiến đứa con gái nhỏ đó chính là bé Thu không nhận ra cha. Và đến lúc em nhận ra và biểu lộ tình cảm sâu sắc thì ông Sáu lại phải lên đường trở về đơn vị. Đấy, đó là tình huống thứ nhất. Tình huống 1. Hai cha con gặp nhau sau 8 năm xa cách. Nhưng bé Thu lại không nhận ra ba. Đấy, được chưa? Đến khi nhận ra
và biểu lộ tình cảm thì cũng là lúc ông Sáu phải trở lại chiến trường. Được chưa nào? Đó là tình huống thứ nhất. Tình huống thứ hai đó là ở khu căn cứ đấy. Tình huống hai này, ở khu căn cứ thì ông Sáu đã dồn hết tất cả tình yêu thương và nỗi nhớ đứa con vào làm cây lược ngà để tặng con. Thế nhưng ông đã hy sinh khi chưa kịp trao món quà ấy cho con. Chưa? Nhưng mà khi chưa kịp trao thì em đã hy sinh. Ở đây, các em thấy hai tình huống này. Nếu như tình huống thứ nhất bộc lộ tình cảm mãnh liệt của bé Thu dành cho ba, thì tình huống thứ hai lại là tình huống bộc lộ tình cảm thắm thiết của ông Sáu dành cho con. Tất cả hai tình huống này đều đồng cộng hưởng với nhau để làm sáng tỏ chủ đề của văn bản. Được chưa nào? Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang phần hai nhỏ để chúng ta tìm hiểu về các nhân vật. Trước hết, cô sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu về nhân vật bé Thu. Trước hết thì chúng ta sẽ tìm hiểu về hoàn cảnh của gia đình bé Thu. Đấy. Để từ đó chúng ta sẽ thấu hiểu hơn về những cái cách cư xử, về thái độ của bé Thu đối với ông Sáu. Đó chính là về gia đình bé Thu. Khi đất nước có chiến tranh thì ba, tức là ông Sáu, đã phải đi kháng chiến suốt 8 năm chưa được về. Và Thu chưa biết mặt cha, chỉ biết được mặt cha qua tấm hình chụp chung với má. Em chưa một lần được cất tiếng gọi ba. Chính vì vậy, cái niềm khao khát được gặp ba, được gọi một tiếng ba, luôn cháy bỏng trong em. Đấy, hoàn cảnh này. Đất nước có chiến tranh. Ba phải đi kháng chiến. Tám năm chưa về. Đấy. Dẫn đến là Thu chưa biết mặt cha. Chưa một lần được gọi tiếng ba. Được chưa nào? Đấy, như vậy cái niềm thể hiện cái niềm khao khát được gặp ba, rồi được gọi ba,
Vậy là chuyện đã dựng lên một hoàn cảnh mang cái tính chất tố cáo chiến tranh, đã gây nên cái sự xa cách để rồi những đứa trẻ lớn lên phải thiếu vắng tình cảm của cha. Vậy thì hình ảnh bé Thu trong câu chuyện hiện lên như thế nào? Chúng ta chuyển sang phần 2.2 tìm hiểu về hình ảnh bé Thu. Ở phần đầu của văn bản thì các em thấy là tác giả đã tái hiện hình ảnh bé Thu, đó chính là một cô gái chừng chừng 8 tuổi, tóc cắt ngang vai, mặc quần đen, áo bông đỏ. Như vậy, hiện hiện lên trước mắt người đọc đầu tiên là một cô bé rất là đáng yêu và dễ thương. Chừng 8 tuổi. Tóc cắt ngang vai. Rồi mặc quần đen áo bông đỏ. Điều đó đã cho thấy một cô bé rất đáng yêu và dễ thương. Vậy thì khi gặp ba, Thu đã có thái độ như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về diễn biến tâm trạng của bé Thu. Đấy, diễn biến tâm lý của bé Thu cụ thể như thế nào nhé? Chúng ta sẽ có phần 2.2, 2.3 để tìm hiểu về thái độ và hành động của bé Thu khi chưa nhận ra ba. Chúng ta sẽ tìm những cái chi tiết cho thấy cái thái độ của bé Thu khi nhận ra ba. Chúng ta những tưởng rằng với cái hoàn cảnh chiến tranh xa cách, vậy thì cả hai cha con sẽ cùng khao khát được gặp gỡ nhau và sẽ ôm ấp nhau để cho thỏa suốt 8 năm xa cách kia. Thế nhưng khi mới gặp, chúng ta sẽ xem nào bé Thu có thái độ như thế nào. Khi mới gặp, ở phần đầu văn bản thì người kể chuyện đã đưa ra các chi tiết thể hiện cái thái độ và hành động của bé Thu khi mới gặp ba. Khi trước cái thái độ, trước cái sự xúc động vồ vập của ông Sáu, con bé đã đi từ ngạc nhiên cho đến hoảng hốt. Khi mà nghe gọi thì nó giật mình. Nghe gọi thì giật mình. Và tròn mắt nhìn. Rồi ngơ ngác, lạ lùng, mặt tái đi rồi vụt chạy và kêu thét lên. Và nó đã kêu thét lên má má đúng không? Đấy. Cái tâm trạng này thể hiện cái sự bất ngờ, ngạc nhiên, lo lắng và kèm theo cả nỗi sợ hãi của bé Thu nữa, của một đứa trẻ vừa mới lên 8 tuổi, được chưa?
thể hiện sự bất ngờ. Ngạc nhiên. Lo lắng và sợ hãi. Được chưa? Vì sao Thu lại có tâm trạng như vậy? Diễn biến tâm trạng này của bé Thu là hoàn toàn hợp lý, bởi hai cha con xa cách nhau quá lâu. Ba em đi kháng chiến từ khi em chưa đầy một tuổi. Nhìn ông Sáu, hơn nữa việc nhìn ông Sáu và tấm hình chụp chung với má lại không thấy giống. Em không tin ông Sáu là cha của mình. Thu ngờ vực ông Sáu không phải là cha của mình. Vì vậy, ông Sáu càng muốn gần con thì đứa con lại càng tỏ ra lạnh nhạt. Cái điều đó được thể hiện rất rõ trong những ngày ông Sáu ở nhà. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem nào. Trong những ngày ông Sáu ở nhà thì bé Thu có tâm trạng như thế nào? Trong suốt 3 ngày về nghỉ phép thì ông Sáu càng vỗ về chiều chuộng thì bé Thu lại càng tỏ ra lạnh nhạt, xa cách, thậm chí tỏ ra ngang ngạnh và bướng bỉnh. Thứ nhất, đó là cô bé kiên quyết không gọi ông Sáu một tiếng ba và chỉ nói trống không với ông Sáu. Đó, thứ nhất là gọi trống không với ông Sáu. Rồi khi bị dồn vào thế bí, buộc phải nhớ ông Sáu chắc dùng nồi cơm đang sôi. Thế nhưng mà con bé cũng nhất quyết không chịu nhớ ba giúp. Và khi mà nói thì nó cũng chỉ nói trống không, bướng bỉnh. Đây, nghe nghe mẹ nó bảo gọi ba vào ăn cơm thì nó lại bảo thì má cứ kêu đi. Mẹ nó đâm nổi, nổi giận cua đũa bếp dọa đánh. Nó phải gọi nhưng là nói chồng. Vô ăn cơm. Anh Sáu vẫn im lặng, vẫn ngồi im, giả vờ không nghe, chờ nó gọi ba vô ăn cơm. Con bé cứ đứng trong bếp nói vọng ra, cơm chín rồi, anh cũng không quay lại. Con bé bực quá, quay lại bảo mẹ, con gọi rồi mà người ta không nghe. Rồi khi bị dồn vào thế bí, nó chắc là nó sẽ phải gọi ông Sáu là ba thôi. Thế nhưng nó nhìn ráo rác một lúc rồi kêu lên, cơm sôi rồi, chắc nước dùng cái. Nó cũng lại nói chồng. Rồi nó lại gắt lên, cơm sôi rồi, nháo bây giờ. Như vậy, nhất quyết dù là dồn vào thế bí nhưng nó nhất quyết không chịu nhờ ông chắc nồi nước cơm, chất nước nồi cơm đang sôi to. Đấy, được chưa nào? Đấy, thứ hai, đó là không chịu nhờ ba giúp. Rồi đó còn là khi bữa ăn cơm, trong bữa ăn cơm thì con bé đã từ chối mọi sự vỗ về chăm sóc của ông Sáu. Trong bữa ăn cơm, ông đã gắp cho nó một miếng trứng cá thì nó đã hất tung cái trứng khiến cơm văng tung tóe. Chi tiết này đã đẩy câu chuyện lên đến đỉnh điểm của kịch tính, khiến cho ông Sáu vì tức giận nên đã đánh bé Thu một cái khiến nó bỏ về nhà ngoại. Thế nhưng khi nó bỏ về nhà ngoại thì nó khi xuống xuồng nó còn cố ý khua dây xuồng kêu dồn dập thật to. Đấy, tiếp theo, hất tung cả trứng cá. Mà ba đã gắp cho nó.
Đấy. Rồi khi bị ba đánh đòn thì nó không khóc mà bỏ về nhà ngoại. Mà bỏ về nhà ngoại, được chưa? Đấy. Ở đây, các em thấy được rằng là tác giả đã rất tinh tế và miêu tả rất tỉ mỉ cụ thể tâm lý của trẻ thơ. Ở đây, trong đoạn này, chúng ta thấy rằng nghệ thuật miêu tả tâm lý thể hiện cái sự xa cách và thái độ ương ngạnh của Bé Thu. Không khi không thừa nhận ông Sáu là cha mình. Thế nhưng cái sự ương ngạnh bướng bỉnh của Bé Thu là hoàn toàn không đáng trách. Phản ứng tâm lý của bé là hoàn toàn tự nhiên, nó còn chứng tỏ em có một cá tính mạnh mẽ, tình cảm sâu sắc và chân thật. Bé Thu có tình cảm đối với cha thật là sâu sắc và chân thật, bởi em chỉ yêu ba khi tin chắc đó là đúng là ba. Trong cái cứng đầu của em có ẩn chứa cả cái sự kiêu hãnh của trẻ thơ về một tình yêu dành cho người cha trong tấm hình chụp chung với má. Cô bé yêu ba sâu sắc đến nỗi không muốn ai, nên đến nỗi là nếu ai không giống cha nó trong ảnh thì nó sẽ không bao giờ nhận, và cô sẽ chỉ biểu lộ tình cảm với cha khi biết chắc chắn đó là cha của mình. Như vậy chúng ta đánh mũi tên suy ra, nhận xét. Thấy được nghệ thuật miêu tả tâm lý. Thể hiện sự xa cách. Và thái độ ương ngạnh. Không thừa nhận ông Sáu là ba. Được chưa? Đấy. Đấy, chính cái nét, cái chính cái sự ương ngạnh này đã chứng tỏ cái cá tính mạnh mẽ, tình cảm chân thật của em, và cái nét tính cách này đã khiến sau này Thu trở thành một cô giao liên thông minh, dũng cảm và gan dạ. Được chưa? Tiếp theo, vậy thì lời nói và hành động của bé Thu khi nhận ra ba thì như thế nào? Chúng ta chuyển sang dấu sao thứ hai. Thái độ, hành động, lời nói khi nhận ra ba. Rồi. 2.4. Khi nhận ra ba, các em sẽ được để ý đến cái đoạn miêu tả tâm trạng của bé Thu vào cái buổi sáng hôm sau. Lúc này, sáng hôm sau, thái độ của bé Thu đã thay đổi hoàn toàn trước cái giờ phút ông Sáu phải lên đường. Lúc này thì không còn thấy cái sự ngang ngạnh, cau có, cố chấp, mà thay vào đó cái vẻ mặt có gì hơi khác, không bướng bỉnh hay nhăn nhó cau có nữa. Thứ nhất, về mặt có vẻ hơi khác. Đấy. Không bướng bỉnh hay nhăn nhó cau có.
hay nhân nhỏ. Mấy câu có nữa, mà thay vào đó, lúc này, khuôn mặt của nó sầm lại buồn rầu, nhìn có vẻ nghĩ ngợi sâu xa. Sầm lại buồn rầu, rồi đôi mắt thì khi cô bé bắt gặp cái nhìn trìu mến và buồn rầu của ba, thì đôi mắt mênh mông của nó bỗng xôn xao. Đấy. Đôi mắt lúc này có như như là to hơn, cái nhìn không ngơ ngác, không lạ lùng và có vẻ nghĩ ngợi sâu xa. Đấy. Đôi mắt có vẻ nghĩ ngợi sâu xa. Rồi, trong bỗng chốc, khi chúng tôi, mọi người kể cả anh, đều tưởng con bé sẽ đứng yên đó thôi. Nhưng thật lạ lùng, đến lúc ấy, tình cha con như bỗng nổi dậy trong người nó. Trong lúc không ai ngờ đến, thì nó bỗng kêu thét lên, ba. Tiếng kêu như của nó như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người. Nghe thật xót xa. Như vậy, người ta thấy là tâm trạng của nhân vật bé Thu đã thay đổi một cách hoàn toàn. Khi ông Sáu khẽ cất lời từ biệt, thì cô bé mới cất tiếng gọi ba, tiếng kêu như tiếng xé. Tiếp kêu thét gọi ba. Đấy. Rồi, nhanh chóng, vừa kêu, nó vừa chạy xô tới nhanh như một con sóc. Nó nhảy nhảy thoát lên, hai tay giang hai tay ôm chặt lấy cổ ba nó. Nó hôn ba nó cùng khắp, nó hôn tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn cả lên vết thẹo dài trên má của ba nó nữa. Rồi hai tay nó siết chặt lấy cổ, chắc nó nghĩ hai tay không thể giữ được ba nó giang cả hai chân rồi câu chặt lấy ba nó và đôi vai nhỏ bé của nó run run. Vậy là bé Thu không còn sợ cái vết thẹo trên mặt của ông Sáu nữa, mà nó bày tỏ cả tình yêu thương với cả những cái vết thẹo trên mặt của ba. Đấy. Chạy xô tới nhanh như một con sóc. Rồi chạy thoát lên, giang hai tay ôm lấy cổ ba nó. Được chưa? Rồi nó nói trong tiếng khóc. Cho ba đi nữa, ba ở nhà với con. Và khi ba nó bế nó lên thì nó đã hôn ba cùng khắp. Đấy. Nó hôn ba cùng khắp. Nó hôn tóc, hôn cổ. Hôn tóc. Hôn cổ. Hôn vai và hôn cả vết thẹo. Hôn cả vết thẹo dài bên má của ba nó nữa. Rồi tiếp theo tác giả đã miêu tả những hành động cử chỉ gì?
Nó hai tay siết chặt lấy cổ, rồi giang hai chân quặp chặt lấy ba. Đấy, hai tay. Siết chặt lấy cổ, rồi giang hai chân. Quặp chặt lấy ba. Được chưa? Rồi nó lại ôm trầm và mếu máo. Được chưa? Những hành động đó của bé Thu đã cho thấy cô bộc lộ tình cảm với cha vô cùng mãnh liệt. Vậy thì những cái hành động đó kết hợp với lời nói của bé Thu, bé đã nói là gì? Ba, không cho ba đi nữa. Rồi ba ở nhà với con, được chưa? Rồi khi mà ông Sáu nói là ba đi rồi ba về với con, thì bé Thu đã nói là không. Con bé hét lên, hai tay siết chặt lấy cổ. Chắc nó nghĩ hai tay không thể giữ được ba nó giang cả hai chân rồi câu chặt lấy ba nó, đôi vai nhỏ bé run lên. Và đồng thời bé Thu hiểu được là vì hoàn cảnh nên cha buộc phải ra đi. Chính vì vậy mà con bé đã ôm chầm lấy ba một lần nữa và mếu máo. Ba về, ba mua cho con cây lược nghe ba. Nó nói trong tiếng nấc rồi từ từ tuột xuống. Đấy, lời nói này. Ba, không cho ba đi nữa. Ba ở nhà với con. Câu nói thể hiện cái lời cầu khiến của bé Thu đối với ông Sáu. Rồi, ba về, ba mua cho con cây lược nghe ba. Đó. Vậy thì tại sao bé Thu lại có sự thay đổi như vậy? Đó chính là trong đêm bỏ về nhà ngoại, Thu đã được bà giải thích về vết thẹo làm thay đổi khuôn mặt của ba nó. Sự nghi ngờ bấy lâu được giải tỏa. Ở Thu đã nảy sinh một trạng thái như ân hận, như hối tiếc. Nghe bà kể, nó nằm im, lăn lộn. Thỉnh thoảng nó lại thở dài như người lớn. Vì thế mà trong giờ phút chia tay với ba, tình yêu và nỗi mong nhớ người cha xa cách đã bị dồn nén bấy lâu nay bùng ra thật mạnh mẽ, hối hả, cuống quýt, xen lẫn cả sự hối hận. Trong trí nhớ, ba của bé Thu đẹp lắm. Vì bom đạn của quân thù, ba mang vết thẹo dài trên mặt. Đấy là điều đau khổ. Vậy mà Thu lại không hiểu, lại xa lánh, khiến cho ba đau khổ thêm. Khi hiểu ra thì đã muộn, cha sắp phải đi xa, xa mẹ, xa con để tiếp tục cuộc chiến đấu gian khổ. Vì thế mà bé Thu siết chặt cổ ba, níu chặt lấy ba như muốn đền bù sự hụt hẫng vừa qua. Trong cái khoảnh khắc chia ly, mọi khoảng cách đã bị xóa bỏ. Và bé Thu đã không che giấu sự gắn bó và tình cảm của mình dành cho ba. Điều đó đã khiến cho mọi người khi chứng kiến cảnh đấy thì ai cũng không cầm được nước mắt. Qua đây thì các em thấy bé Thu
là một cô gái rất yêu thương cha và có tình yêu mãnh liệt, chân thành dành cho cha. Đánh mũi tên suy ra. Bé Thu rất yêu thương cha. Đấy. Tình yêu mãnh liệt, chân thành. Mãnh liệt và chân thành. Đấy. Yêu mến cha sâu sắc. Cái điều này nó xuất phát từ chính cõi lòng, bấy lâu bị dồn nén, nay có mới có dịp để bứt phá. Qua đây thì chúng ta cũng nhận xét thấy được cái nghệ thuật miêu tả dáng vẻ, lời nói, cử chỉ để bộc lộ nội tâm kết hợp với lời bình luận về nhân vật. Và chúng ta cũng phải kể đến cái nghệ thuật miêu tả tâm lý đặc sắc của tác giả. Khi tác giả miêu tả những biến đổi tình cảm của bé Thu, một lần nữa tác giả đã tô đậm cái tình yêu thương ba của cô bé. Và qua đây ta thấy bé Thu là một người có tính cách rất gan góc, bướng bỉnh nhưng rất giàu tình cảm. Và đồng thời, qua cái ngòi bút miêu tả tâm lý của nhân vật bé Thu qua đoạn, vẻ mặt nó có gì hơi khác. Nó không bướng bỉnh hay nhăn nhó cau mày nữa. Vẻ mặt nó sầm lại, buồn rầu. Cái vẻ buồn trên gương mặt ngây thơ của con bé trông rất dễ thương. Rồi đôi mắt như to hơn, cái nhìn của nó không ngơ ngác, không lạ lùng. Nó nhìn với vẻ nghĩ ngợi sâu xa, rồi đôi mắt mênh mông của con bé bỗng xôn xao. Qua những đoạn văn đó, ta thấy được nghệ thuật miêu tả tâm lý sâu sắc, tinh tế, phù hợp với logic của câu chuyện. Nhà văn như hóa thân vào nhân vật để biểu hiện những diễn biến tâm lý ấy thật sinh động và với tấm lòng yêu mến và trân trọng tình cảm của trẻ thơ. Đấy, đánh mũi tên suy ra. Nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật. Rất sâu sắc, tinh tế. Và phù hợp với logic. Của câu chuyện. Nhà văn như hóa thân. Đấy. Vào trong nhân vật để biểu hiện những diễn biến tâm lý ấy rất sinh động với tấm lòng yêu mến và trân trọng tình cảm của trẻ thơ. Đó, được chưa? Thể hiện cái ngòi bút miêu tả tâm lý rất là đặc sắc của tác giả. Qua những diễn biến tâm lý của nhân vật bé Thu, ta thấy thứ nhất là về nhân vật bé Thu có một cái tình cảm dành cho cha vô cùng mãnh liệt và cô chỉ biểu hiện nó khi biết chắc đó là ba của mình. Và cũng thấy được cái tài năng của nhà văn Nguyễn Quang Sáng khi miêu tả tâm lý của nhân vật, đặc biệt là tâm lý của nhân vật bé Thu. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang cho cô
phần 3 nhỏ để tìm hiểu về nhân vật ông Sáu. 3 nhỏ, nhân vật ông Sáu. Khi tìm hiểu về nhân vật ông Sáu thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu diễn biến tâm lý và hành động của ông qua những chặng. Thứ nhất là khi mới gặp con. Thứ hai, đó là trong những ngày ở nhà. Thứ ba, trong lúc chia tay. Và đặc biệt được thể hiện ở cái giai đoạn khi ông trở lại căn cứ. 3.1. Khi gặp con. Cũng giống như trong hoàn cảnh của bé Thu. Nếu như bé Thu suốt 8 năm không được gặp ba, chưa một lần được gọi một tiếng ba, thì ông Sáu cũng vậy. Trong 8 năm xa cách, biết bao cái nỗi nhớ thương, mong mong được gặp con, được ôm ấp con vào lòng. Thì giờ đây, khi mới gặp con, cái tâm trạng của ông được bộc lộ một cách mãnh liệt. Khi gặp con, cái tình cha nó cứ nôn nao trong lòng. Ông đã không để xuồng cập bến, ông đã nhún chân nhảy thoát lên, xô chiếc thuyền xuồng tạt ra đấy, không để xuồng cập bến. Anh đã nhảy thoát lên. Như vậy, ông Sáu không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Đấy, và anh đã bước bước vội vàng những bước dài. Bước vội vàng những bước dài và kêu to: Thu con. Đấy. Rồi vừa bước, anh vừa khom lưng, vừa bước, vừa khom người. Đưa tay về phía trước, đấy, đưa tay đón chờ con. Được chưa? Và cái niềm mong nhớ con đã khiến cho anh xúc động, khiến cho cái vết thẹo trên má anh đỏ ửng, giật giật trông dễ sợ. Anh đã háo hức vội vã như không thể ghìm thêm một giây phút nào. Rồi anh đã bước vội vàng những bước dài. Ông kêu to lên hai tiếng thiêng liêng, thèm khát được gọi, được nghe bấy lâu nay: Thu con. À, khao khát được gặp con, để nghe một tiếng ba, gọi ba của con bé. Và ông cũng nghĩ là đứa con sẽ chạy xà vào lòng ông, để ông ôm ấp, vỗ về, đúng không? Đấy, xúc động. Hai tay vẫn đưa về phía trước. Giọng thì lập bập run. Đấy, ba. Đúng không? Cái tâm trạng mới gặp con này cho thấy ông Sáu vô cùng vui sướng, khao khát đến vồ vập. Khao khát vồ vập và ông vui và tin rằng con bé sẽ đến với mình.
Vui. Xúc động. Tin rằng con bé sẽ đến với mình. Đấy. Với cái niềm mong ước được gặp con, thì ông nghĩ rằng con bé cũng sẽ rất xúc động, sẽ rất sung sướng mà ùa vào vòng tay của ông để ông ôm ấp, vỗ về, để bù đắp cho suốt 8 năm xa cách kia. Thế nhưng sự thật là anh đã bị từ chối. Trước cái thái độ bất thường của con, thì ông Sáu đã rơi vào tâm trạng như thế nào? À, anh đã đứng sững lại đó. Nỗi đau đớn khiến mặt anh sầm lại, trông thật đáng thương, và hai tay buông xuống như bị gãy. Cái hy vọng đã tiếp lên cho anh khi anh đang dang hai đôi cánh tay mình ra để chào đón đứa con gái thân yêu ùa vào lòng của mình. Thế nhưng trước cái sự lạnh lùng, bỏ chạy của bé Thu, thì hai tay anh buông xuống như bị gãy, thể hiện cái nỗi thất vọng. Đấy, đứng sững lại. Nhìn theo con, rồi mặt sầm lại. Trông thật đáng thương. Hai tay thì buông xuống như bị gãy. Những chi tiết này đã thể hiện cái tâm trạng buồn bã, thất vọng, hụt hẫng của ông Sáu. Vậy là tác giả không miêu tả chiến tranh khốc liệt, thế nhưng người đọc vẫn cảm nhận được sự tàn nhẫn của chiến tranh đã hủy hoại con người, chia rẽ tình cảm gia đình, tình vợ chồng, tình cha con. Vậy thì trong 3 ngày, trong những ngày ông ở nhà nghỉ phép, thì liệu rằng bé Thu có thay đổi tình cảm với ông Sáu hay không? Chúng ta chuyển sang 3.2. Trong những ngày ở nhà. Chiến tranh tàn khốc, vô nhân đạo, hủy diệt cuộc sống mọi mặt của con người đã để lại những vết thương đau lòng cho những người dân Việt Nam. Ông Sáu ở đây làm tiêu biểu cho điều đó. Ông đã phải chịu nỗi đau về mặt thể xác khi vết thẹo dài in trên mặt của ông. Giờ đây, sau 8 năm xa cách mới có dịp trở về thăm nhà, thì ông lại phải chịu một nỗi đau về mặt tinh thần. Đứa con gái đầu lòng và cũng là đứa con gái duy nhất của ông không nhận ra ông. Trong 3 ngày, trong những ngày ở nhà, thì ông Sáu đã không đi đâu xa, chỉ quanh quẩn ở nhà để vỗ về con. Lúc nào cũng vỗ về con, ông muốn bù đắp cho con suốt 8 năm trời xa cách. Không đi đâu xa. Chỉ quanh quẩn ở nhà. Vỗ về con. Đấy. Vậy thì trong bữa ăn cơm, trước bữa ăn cơm, bé Thu đã thể hiện ông Sáu, cái tình cảm của ông Sáu được thể hiện như thế nào?
trước bữa ăn cơm. Trước bữa ăn cơm, khi mà bé Thu gọi trống không rồi nói chổng với ông, thì ông Sáu đã phản ứng lại như thế nào? Ông Sáu vẫn ngồi im, giả vờ không nghe, chờ nó gọi ba vô ăn cơm. Đấy, trước bữa ăn cơm, con gọi trống không? Trước cái lời nói trống không của con, thì ông Sáu vẫn ngồi im. Giả vờ không nghe và chờ nó gọi ba vô ăn cơm. Rồi khi nó quay lại nói với má là con gọi rồi mà người ta không nghe, thì ông vẫn không quay lại. Vẫn không quay lại. Cái sự kiên nhẫn của ông đã cho thấy là cái niềm khao khát mãnh liệt mong được con gọi một tiếng ba nó lớn lao như thế nào. Rồi khi con bé vẫn ngương ngạnh nhất định không chịu gọi ba, nhất định không chịu nhờ ông giúp, thì ông không trách giận mà chỉ khẽ lắc đầu cười. Đấy, quay lại nhìn con, khẽ lắc đầu cười. Có lẽ là vì khổ tâm đến nỗi không khóc được nên ông phải cười vậy thôi. Tiếp theo. Vậy thì trong bữa ăn cơm thì sao? Trong bữa ăn cơm này. Trong bữa ăn cơm thì ông Sáu đã thể hiện cái sự quan tâm chăm sóc của mình. Đó là ông đã gắp cái trứng cho con. Thế nhưng bé Thu lại hất ra. Ông gắp cái trứng cho con. Nhưng mà bé Thu hất ra. Đấy, bé Thu lại hất ra. Và cái điều này khiến cho ông giận quá, không kịp suy nghĩ, vung tay đánh vào mông và hét lên: "Sao mày cứng đầu quá vậy?" Ở đây các em cần phải lưu ý, cái hành động đánh con là một hành động bột phát. Trong khi nóng giận trước những hành vi bướng bỉnh, ngang ngạnh của con, rồi chính cái hành động đó đã làm ông ân hận dày vò bản thân mình. Ông điều này chứng tỏ ông rất yêu con. Hành động bột phát là do nóng giận trước sự bướng bỉnh của con. Đấy, tiếp theo. Giật quá không kịp suy nghĩ. Sao mày cứng đầu quá vậy? Hả? Đấy, được chưa? Và phải nói là có đặt mình vào hoàn cảnh của ông Sáu, ta mới thấy được nỗi buồn của người cha thật lớn lao. Xa con trong mấy năm trời, từ lúc con còn chưa đầy một tuổi, sống nơi chiến trường, nơi bom đạn, nơi bom rơi, đạn nổ, chẳng chừa một ai.
trở về thăm nhà với một mong muốn rất đơn giản, mong được gặp con, khao khát được nghe một tiếng ba. Vậy mà giây phút gặp thật trớ trêu, con không nhận. Một người cha vào sinh ra tử nơi chiến trường khốc liệt mà đành phải bất lực trước sự ương ngạnh của đứa con gái bé bỏng. Yêu thương mãnh liệt nhưng chưa được con đền đáp, bất lực trước sự ương ngạnh của con. Thế nhưng mặc dù buồn nhưng ông Sáu vẫn sẵn lòng tha thứ cho con. Buồn. Nhưng vẫn sẵn lòng tha thứ cho con. Chúng ta thấy được cái tình yêu thương của người cha dành cho con trở nên bất lực. Yeah. Tình yêu thương của người cha dành cho con trở nên bất lực. Tình yêu thương, nỗi khát khao, mong nhớ của con không được đền đáp. Điều đó khiến người cha đã khổ tâm vô cùng. Những tưởng rằng ông Sáu sẽ ra đi với cái tâm trạng day dứt, rồi không thể hiện, không thỏa cái mong ước của mình khi trở về gặp con. Thế nhưng trong giờ phút chia tay, thì tình cha con lại được bộc lộ rất xúc động. Vậy thì tiếp theo, chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần 3.3, lúc chia tay. Tìm hiểu về lúc chia tay 3.3. Để xem nào, lúc chia tay thì tình cảm cha con được bộc lộ như thế nào. Lúc chia tay thì ông Sáu không dám lại gần con bé, chỉ đứng nhìn nó với đôi mắt trìu mến lẫn buồn rầu. Ông đã cố kìm giữ cái khát vọng được ôm con vào lòng. Ông nhìn con. Với đôi mắt trìu mến và buồn rầu. Được. Cái đôi mắt ấy của người cha, giàu tình, đôi mắt của một người cha giàu tình yêu thương và độ lượng. Được chưa? Và khi con bé nhận ra ông thì ông đã không ghìm được xúc động và không muốn cho con nhìn thấy mình khóc, nên đã một tay ôm con, một tay rút khăn lau nước mắt rồi hôn lên mái tóc con. Ông không muốn con bé trông thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình. Thế nhưng đó cũng là giọt nước mắt hạnh phúc ứa ra từ nỗi xúc động và niềm yêu thương con sâu sắc. Đấy.
Ông đã bế con lên. Không ghìm nổi xúc động, ông đã khóc và lén lau nước mắt. Rồi hôn lên mái tóc con. Và từ đó thì ông đã đi ra đi mang cái theo lời hứa hẹn với con, trở về sẽ làm chiếc lược ngà tặng con. Đấy. Hẹn ba đi rồi ba về với con. Đấy, ba đi rồi ba sẽ về với con. Ừ, khi mà con nhận ra cha, ông đã lén lấy khăn lau nước mắt. Đó chính là giọt nước mắt của sung sướng, giọt nước mắt hạnh phúc của người cha cảm nhận được tình ruột thịt từ từ con của mình. Cảm động, sung sướng, hạnh phúc, đón nhận tình cảm chân thành nồng nhiệt từ con. Đó là cuộc chia tay đầy nước mắt, nó đã làm cho bao người chứng kiến như nghẹt thở. Trong cái giây phút cuối cùng ngắn ngủi, quý giá, tình cảm của người cha mới được đền đáp. Niềm hạnh phúc vỡ òa, ông Sáu cảm động, sung sướng, hạnh phúc, đón nhận tình cảm chân thành nồng nhiệt từ con. Như vậy, trong cái giây phút cuối cùng ngắn ngủi quý giá, tình cha con, tình cảm của người cha mới được đền đáp. Đấy. Đó là giọt nước mắt của sự sung sướng, hạnh phúc. Cảm nhận được tình ruột thịt từ con. Và đặc biệt đối với nhân vật ông Sáu thì tình cảm của ông dành cho bé Thu được thể hiện rõ nhất khi ông Sáu trở lại chiến trường. Chúng ta chuyển sang phần 3.4 khi ở để tìm hiểu về khi ông Sáu ở chiến trường. 3.4 khi ở ở chiến khu. 3.4. Ở chiến khu thì ông Sáu đã có tâm trạng như thế nào? Trước hết, đó là ông không nguôi nỗi nhớ con. Và mỗi lần nhớ con thì ông lại ân hận vì đã đánh con khi giận. Cái nỗi ân hận này đã dày vò khiến ông khổ tâm hết sức. Nhớ con. Ân hận vì đã đánh con khi nóng giận. Đấy, cái điều này đã trở thành nỗi khổ tâm dày vò. Nỗi khổ tâm dày vò ông. Và từ đó thì cái nỗi khổ tâm này cũng thôi thúc ông làm chiếc lược ngà. Làm chiếc lược ngà để tặng con. Ông đã dồn hết tình yêu thương, nỗi nhớ vào làm cây lược ngà để tặng con. Và tác giả đã miêu tả rất cụ thể, chi tiết hình ảnh ông Sáu trong quá trình làm chiếc lược ngà. Đó là khi kiếm được khúc ngà thì ông đã không ghìm nổi xúc động
mà hớn hở như một đứa trẻ được quà. Đấy, hớn hở như một đứa trẻ được quà. Và những cái lúc rảnh rỗi thì ông cưa từng chiếc răng lược thận trọng, tỉ mỉ và cố công như người thợ bạc. Lúc rỗi anh cưa từng chiếc răng lược thận trọng, tỉ mỉ và cố công như một người thợ bạc. Đó. Và mỗi ngày anh cưa được vài răng. Rồi đặc biệt tác giả còn khắc họa chi tiết. Ông Sáu gò lưng tẩn mẩn khắc từng nét chữ trên sống lưng của cây lược. Yêu nhớ tặng Thu, con của ba. Yêu nhớ tặng Thu, con của ba. Và những lúc nhớ con thì ông lại mang cây lược ra ngắm và mài lên mái tóc cho cây lược thêm bóng. Nhớ con. Và mài lên mái tóc cho thêm bóng, thêm mượt. Được chưa nào? À, ở đây các em thấy rằng ông Sáu làm cây lược với những động tác tỉ mỉ, thận trọng, cố công, mệt mài, say sưa, cưa rũa như một người thợ bạc. Bụi ngà rơi như giải tỏa được nỗi day dứt trong lòng ông. Cái lòng yêu mến con đã biến một người chiến sĩ thành một người nghệ nhân, chỉ sáng tạo ra một sản phẩm duy nhất trong cuộc đời, đó là chiếc lược ngà. Đó chính là kết tinh của tình phụ tử, nó gỡ rối phần nào tâm trạng của người cha. Nó là tình cảm, là tấm lòng, là tình yêu thương mà ông Sáu gửi gắm cho đứa con gái đầu lòng rất mực yêu thương đó. Vậy là khi mà có cây lược ngà thì ông lại càng mong ngóng được gặp lại con hơn. Đấy, tiếp theo. Mong gặp lại con. Đấy, từ cái tình yêu thương, hy vọng dành cho con. Vậy là chiếc lược ngà đã trở thành một vật quý giá thiêng liêng của ông Sáu. Nó làm dịu đi nỗi ân hận, chứa đựng bao tình yêu thương, yêu mến, nhớ thương, mong đợi của người cha đối với đứa con xa cách. Cây lược ngà ấy chưa trải được mái tóc con, nhưng nó như gỡ rối được phần nào tâm trạng của anh. Chiếc lược. Chiếc lược ngà.
thành vật quý giá, thiêng liêng. Làm dịu đi nỗi ân hận. Và chứa đựng ba tình cảm yêu mến, nhớ nhung, mong đợi. Đó, được chưa? Nhớ nhung mong đợi của người cha với đứa con xa cách. Thế nhưng ông Sáu đã hy sinh khi chưa kịp trao vào tay con đứa con gái chiếc lược ngà. Vậy thì hình ảnh ông Sáu lúc ra đi được miêu tả như thế nào? Đó là ông Sáu đã đưa tay vào túi móc cây lược, nhìn tôi hồi lâu và chỉ đến khi mà nhận được cái lời hứa của người đồng đội, đó là gì? Tôi sẽ mang về trao tận tay cho cháu. Tôi cúi xuống gần anh khẽ nói, đến lúc ấy anh mới nhắm mắt đi xuôi. Như vậy là trong cái hoàn cảnh sinh ly tử biệt, trong một cái trận càn đấy, thì trước lúc hy sinh, ông Sáu vẫn nhớ tới con, nhớ tới chiếc lược ngà, nhờ đồng đội chuyển nó cho con. Hành động đó của ông như chuyển giao một sự sống. Hành động đó khẳng định tình cha con bất diệt. Kẻ thù có thể hủy diệt tất cả, nhưng chúng không thể hủy diệt được tình cha con. Và hành động đó cũng giúp chúng ta nhận ra tình cảm tha thiết, mãnh liệt với con của người cha. Chính tình yêu thương của ông Sáu đã truyền sức mạnh cho bé Thu khôn lớn, trưởng thành và tiếp bước con đường mà ông đã đi, trở thành một cô giao liên thông minh, dũng cảm và gan dạ. Đấy. Tiếp theo. Ông Sáu đã hy sinh. Khi chưa kịp trao vào tay tận tay con chiếc lược, và ông đã có cái hành động đó chính là đưa vào túi móc cây lược. Đấy. Và nhìn tôi hồi lâu, cái ánh mắt của ông Sáu cho thấy được cái sự nhắn gửi. Đấy. Ánh mắt này đã cho thấy được một cái cử chỉ, một sự chuyển giao sự sống, một sự ủy thác, gửi gắm tất cả tình yêu, nỗi nhớ của ông qua ánh mắt đấy để nhắn đồng đội. Có lẽ ông có rất nhiều điều muốn nói đằng sau cái ánh mắt trìu mến ấy. Xúc động trước tình yêu thương mà anh Sáu dành cho con đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời. Hình ảnh cuối tác phẩm nó như là một nốt nhạc vút cao trong bài ca về tình phụ tử thiêng liêng, bất diệt. Đồng thời cũng đã tố cáo chiến tranh đã gây ra nhiều cảnh éo le, đau thương, mất mát, không biết cho bao nhiêu con người, cho bao nhiêu gia đình. Đấy. Thể hiện.
Tình cha con. Thiêng liêng. Bất diệt. Và đồng thời cũng lên tiếng tố cáo chiến tranh. Gây nên nhiều cảnh ngộ éo le, đau thương mà mất mát. Và sau đó, cây lược ngà được trao tận tay cho bé Thu. Điều đó cho thấy tình cha con đã không thể chết mà đã trở thành điểm tựa để nâng đỡ cho bé Thu trưởng thành. Được chưa? Tóm lại là diễn biến tâm trạng của nhân vật ông Sáu những ngày ở nhà, đi từ nôn nóng, vồ vập, mừng rỡ đến hụt hẫng, thất vọng, khổ tâm, đau đớn, rồi là sự xúc động nghẹn ngào. Còn khi trở lại khu căn cứ, đó bắt nguồn từ cái sự day dứt, ân hận, nhớ nhung, rồi dồn tình cảm vào làm cây lược ngà. Cuối cùng là cái sự đau đớn gửi gắm niềm yêu thương qua cây lược. Tóm lại là chúng ta thấy được tình cảm của ông Sáu dành cho con thật sâu nặng, thiết tha, tình cảm bất diệt trước sự hủy diệt tàn khốc của chiến tranh. Cuối cùng, chúng ta sẽ chuyển sang cho cô phần ba la mã tổng kết. Thứ nhất, về mặt nội dung. Về mặt nội dung thì các em thấy rằng truyện đã tái hiện thành công tình cảm cha con sâu nặng và cao đẹp trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh. Chưa? Cùng với đó thì tác giả đã cho qua cái câu chuyện cảm động về tình cha con sâu nặng thì truyện ngắn Chiếc Lược Ngà còn cho chúng ta hiểu thêm về những mất mát to lớn của chiến tranh mà nhân dân ta đã trải qua trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đấy. Thấy được những mất mát. Được chưa? Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đó là nội dung. Hai nhỏ về mặt nghệ thuật. Các em lưu ý cho cô một vài nét nghệ thuật tiêu biểu như sau. Thứ nhất, đó là truyện đã xây dựng được một tình huống truyện đặc sắc. Cốt truyện thì chặt chẽ, có những yếu tố bất thường nhưng tự nhiên và hợp lý. Tình huống truyện đặc sắc. Qua đó bộc lộ được tâm lý của nhân vật. Cùng với đó thì ngòi bút miêu tả tâm lý nhân vật
xây dựng tính cách nhân vật, nhất là nhân vật trẻ em, rất chân thực, sâu sắc và tinh tế. Thứ ba đó là sáng tạo được những hình ảnh giản dị mà giàu sức gợi, cùng với đó là lối kể chuyện tự nhiên và giàu cảm xúc. Như vậy, trên đây cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu về truyện ngắn Chiếc Lược Ngà, để từ đó các em thấy được những mất mát, những éo le của chiến tranh, để từ đó chúng ta trân trọng hơn giá trị của cuộc sống hòa bình ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những buổi học sau.